Đi theo đẩy không? Ôi nhưng mà nếu mà lát họ đặt rồi nhé canh không? Hai thằng không? Nhìn canh nha. Charge set. Now hold the line. Một đứa trong trên kia, trên kia. Một thằng yếu rồi. Một đứa nữa. Cuối cùng. Nice. Qua đây, qua đây. Ê, để dành ulti đi, dành ulti đi. Ủa nghĩa, em chơi R6 thường FPS ông trung bình gì không nghĩa? Trăm mấy, trăm hai, trăm ba gì á. Năm trước là thắng hay sao á? Hình như là vậy. Defend nó, nó giọng biết nó đẩy bên nào. Nhưng mà rất tiếc luôn. Ừ, vấn đề là phải... Đi chung thì đẩy ulti luôn, ok à. Ừ, đẩy ulti vô đẹp rồi. Không thấy ai hết. Qua mắt kít rồi vậy, qua mắt kít. Nó qua mắt kẹt rồi, đúng rồi. Má Tài mà chơi này hiểu ý đánh đã lắm á Tài. Ừ, đúng rồi, nó đẩy mắt kẹt rồi, đẩy mắt kẹt rồi. Ủa vậy, tự nhiên nãy mình bị lock hoài, nó chết rồi mất. Một đứa nè. Hai đứa. Chị kia. Thằng đứa mà thằng đứa kia, cái mặt. Rồi, chết rồi. Ba đứa luôn, killing spree. Amazing. Anh Tê vào tục hết 3 đứa. Ôn Tê vào đục hết 3 đứa. Em còn Tê không? Em bảo Tê chạy vô thì anh vô đặt đi. Ờ được rồi, anh này, okay. Nó đẩy rồi, đẩy tiếp rồi. Ra đi. Khoan, được, có một hàng. Ờ, nó chạy. Solo, nó đẩy vô sai. Yếu rồi. Nép lại rồi. Giờ đánh đẩy hai hướng luôn. Nghĩ chắc cái mắc kẹt nó bị cái nó bự hơn chứ nó đẩy mắc kẹt. Như nãy nhưng mà mình có ulti tim mình đánh đỡ. Rớt rồi. Không thấy ai. Nãy nó đi lẹ quá á. Ôi nó đi, ôi sao một thằng mắc kẹt. Ngoài chịu bóng kẹt. Chị sao ạ? Em đẩy qua mắt, rớt đi. Nghĩa đó nó đẩy hai hướng. Ừ, rớt rồi, nó không đẩy mắc kẹt đâu. Đủ 35% còn mít nữa trời. Nó set rồi kìa. Get out there and defuse it. Ôi một chết một đứa còn hai đứa. Hai đứa, nice. Còn một đứa rồi. Được rồi, quốc luôn đi. Nice. Thằng kia tút bên kia rồi. Defuse nè. Anh chết rồi. Kia tút bên kia rồi. Nice. Tại là anh đánh một thằng cái anh chết luôn rồi. Ô, chết luôn rồi. Là em chửi thằng kia nó là đẹp rồi đó. 5-3 rồi. Win rồi. Match boy này, chưa match boy. Còn round nữa. Giờ mới round nè, ra cuối nè, set market nè. Mình set market không ta? Mình set rock mình có cover, rock nó có cover. Cái gì vậy? Đang thắng là đắng 5-3 luôn rồi bạn. Ngu lụn. Nó bật Nova Bomb rồi, mất Nova Bomb rồi. Nó mất Nova Bomb rồi. Kè rồi. Đúng rồi. Don't spend all that ammo in one. Nghe cho anh, yếu rồi, nó mất một thanh máu rồi, còn thanh máu cuối rồi. Nghe cho anh. Sau lưng em. Yếu rồi, nó vô sai rồi. Cuối vô sai rồi. Nó chưa gỡ, chuyện nào gỡ nó nha. Né,
Né. Chưa gọi đâu, sắp nổ rồi. Nó qua bên trái em á. Nổ rồi. Quá đẹp. Thôi thắng ơi. Yes. Thắng rồi. GG. Thắng rồi. Chắc nó bùng mạng luôn. No advice, Guardian. Thắng rồi ta. Chắc mạng thắng luôn. Thắng rồi. KD 3.2. Rồi em rồi luôn. Set phải có người canh nha mấy bạn. Khoan đừng để đâu. Có set cấp kích. Ôi, còn có hai đứa luôn, đẩy vô đi. Dính một đứa rồi. Má, má nó bắn. Cũng đẹp, lấy quỷ đầu. Set chưa? Ok, nice. Để canh sát. Canh rồi. Em canh sát thằng quen á. Hai đứa set rush. Em bị ép quá rồi nghĩa ơi. Đói. Nó còn một đứa rồi, anh bắn hai đứa luôn rồi. Nó chưa gỡ bom được em ơi, ngay chỗ quang á. Rồi, anh ăn mạng luôn rồi. Mà anh giết ba đứa luôn á. Nice. Bốn mạng luôn. ba mạng. Cứ tưởng anh duyên ba mạng ai ngờ defend. Đó chia ra nha, coi chừng nó đẩy defend ông mắc két hoặc là đúng không? Gì á, như bỏ bỏ anh rồi mắc két luôn hả? Không, để lát mình đẩy về được mà, không sao. Tại em nghĩ nó đi mắc kẹt một thằng mắc kẹt. Mắc két ngon. Một đứa gục, một đứa gục rồi. Đừng nữa cho nó revive ba. Một đứa mắc kẹt nó đẩy hướng sau ngay chỗ quen. Kẹt thấy rồi. Xuống quen rồi. À, nó chết rồi. Lấy shotgun kìa. Ơi, nó đặt, nó đặt rồi. Hai đứa gục rồi, nó đặt bên kia rồi. Em bị ép rồi. Này tới đây, này tới. Đây. Rồi, còn một đứa cuối rồi, Rồi, nice. Mẹ ba thằng vô nó bơm quá, không sợ hả? Rồi win. Win. Easy motherfucker. R6 vậy ba cũng 5 round thắng hả? Đấu từng round chưa R6 vậy hả? 6 round, bên này 6 round là thắng thôi. Kiểu như bên giống nó giống như bên Rolly bên mình á, bên R6 vậy á. Rồi hiểu. Xếp mà Rock cover. Rock cover vậy. Ừ. Rồi không đẩy siêu nữa. Có con siêu sau lưng em rồi. Hai đứa chết rồi. Sao nghe em nói chuyện chen 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 chen. Ủa mình đặt hả? Bom rồi em. Anh cứ tưởng mình nó đặt quá. Ê nghĩa mua game này nhiêu nghĩa. Chết một đứa rồi. Giờ hiện tại đang có xéo không? Một đứa cuối rồi kia rồi. Xéo hả? Chết. Nice. À, anh mém lên dính nó luôn á Tài. Em bắn nó nãy giờ luôn nè. Anh bắn nó nãy giờ luôn, anh đứng cái bên trái em đó ta. Anh bắn nó lên máu quá trời luôn á. Game này hình như đang có cái deal bên Randy hình như. Nếu mà game standard mắc kẹt không thấy ai hết. Nghĩa qua nãy rồi, vì mình móc đi móc đi. Một đứa nè. Rớt. Một đứa mắc kẹt nè. Ba. Nice. Còn bé nữa. Còn bé nữa, anh không thấy. Bên đây không thấy. Ê, một đứa ngay sai nó luôn nha. Nó muốn quẹo mắc kẹt hay sao? Ôi, nó nhảy xuống từ từ luôn rồi, Cái thằng cuối nó nhảy xuống dưới biển, nó nhảy hụt xuống dưới biển chết luôn. Đúng hài luôn đó ba. Rồi, rớt tiếp đi. Mình thắng ván này là thắng luôn rồi phải không? Thắng trắng luôn rồi, còn gì nữa không? Đúng rồi. Ừ, tại nên này mình để hòa ba, mình mới đánh gỡ rồi chứ hình như mình thắng trắng luôn rồi. Một đứa rớt. Siêu. Cho em biết theo rồi nhỉ? Hai đứa, cô em. Một đứa dính bom rồi. Bom. Một đứa chết, còn một đứa nữa. Bom đi. Rồi, hay quá. Đợi quá.
Một đứa ngay nhà, một đứa ngay nhà. Rồi chết luôn rồi, chết luôn rồi. Rồi sau luôn, sau luôn, sau luôn, sau luôn, sau luôn. Đẩy đẩy lên, giết nó, giết nó, giết nó. Giết hết luôn. Team mình mất giải phải lồn. Team mình đi mất giải được rồi đó. Dán cuối rồi. Tụi nó không giết được mạng nào luôn, dán cuối luôn rồi nè. Ulti ra đây đâu ơi, ulti. Ulti nhiều quá rồi. Ulti, đúng rồi, ulti. Dán cuối rồi ulti đi. Ulti quá trời luôn anh em ơi. Rớt rớt rớt. Một đứa chết rồi, một đứa chết rồi. Má anh bắp lụm lúc quá vậy. Nó cướp này, nó cướp này. Ngon, chưa, thời gian. Thằng nó yếu luôn rồi này. Em giết được rồi, em giết được nữa mà bị cắn nén anh ơi. Má mẹ, mà bấm nhanh hơn mà mấy thằng chết chắc rồi. Má, lại bấm chậm á. Rồi, chết ra rồi. Skill làm, thằng skill làm gì bển trời. Không, 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 sao, kệ bả đi. Rồi xong. Đây là lỗi lỗi anh quá, lỗi quá. Đáng lẽ là anh phải bấm nhanh, bấm anh cứ nhớ lộn nút cái kia vậy, nó bấm lộn. Cái cái bấm tay, bấm tay, giờ bấm tay, bấm tay rồi, bấm tay rồi. Tại anh bị. Ha, chán vậy, nãy pha anh chết nhảm vậy. Cái thả nó đi, thả nó đừng dán đi. Nó chết đúng nhảm luôn, anh chỉ còn nhanh hơn cái tán một phát mà đẩy đẩy được mấy cái chiêu thôi. Đừng có anh tay, em chuẩn bị có anh tay. Tè, qua nó tè. Chuẩn bị qua đó đi, qua đó đi. Bật tay, bật tay chơi nha. Rồi bấm đi. Đấy, chết được nhiều đứa càng nhanh càng sớm càng tốt. Tại giờ anh nghĩ là tụi nó cũng bộ ulti. Cô qua, cô qua, cô qua, cô qua. Ok, ok. Không ai qua rớt vậy á? Có nè. Lưng ba nè. Còn một đứa trong sai, một đứa trong sai. Anh yếu máu rồi. Nó vô, nó vô sai rồi, nó vô sai rồi. Nice. GG. GG. Thằng quái cái bạn em không vậy á. Quái cái pha của anh phóng thẳng vô luôn rồi, anh đánh hụt luôn á. Nó chết trước kia anh dịp đánh luôn á. Quái à, mày biết tao đấm nó gọn cái nó chết luôn quên. Kệ mày. Má 17-0 bởi ta nó vậy là được rồi, chỉ cần vô game nhiều mát rồi. Sao không? Hai tay tình luôn, một tay tình nữ, tay tình nam. Họ defend hả? À? Vậy thôi. Cái chiêu đâu quá đổi lại. Như đẩy rush á rồi. Má nãy em bệnh tay Golden Gun mẹ bắn vui luôn. Defend. Má kết có một nè. Bên rush một đứa nè. Hai đứa rush. Một đứa yếu rồi, em yếu rồi. Anh chạy qua đây. Ôi, ba đứa luôn. Một đứa yếu rồi má, thằng nó hơi đúng hơi luôn á. Này. Chết rồi. Còn một đứa canh này. Canh đi. Đứa sao đẩy qua đây. Bên em đứa cuối cùng. Nó dằn sát luôn. Nó dằn sát lên trời luôn á. Em thấy mà bắn nó yếu rồi, bắn second nó yếu rồi. Ừ. Đúng, mình đúng bao ngày luôn. Team mình kia, nguyên một team bên kia là gì hết tớ luôn à. Hunter Warlock gì kìa không. Set đi. Nãy giờ mình có thể đưa mỗi chiến thuật là Rux rồi á. Đánh Rux xong rồi chứ không đánh mắc kẹt. Cover em nha nè, cover em mặc cơm nha. Ok. Bắn gì không chết mày. Giờ chết rồi đó. Ai đã chết rồi. Nice. Còn đứa Cô còn chưa chết hả? Ở nhà hay sao? Đồ, cái nó bắn mình, hai đứa nhà. Bắn kia vậy? À, nó cầm súng mà nó gỡ đâu kịp, gỡ không kịp.
bỏ luôn rồi. Thắng rồi, tại đẩy gì rồi thắng rồi. Gỡ đâu có kịp, ai không đi gỡ nữa chứ trời, má cũng tỉnh lắm. Cũng tỉnh lắm. Anh thấy cũng tỉnh lắm. Rất là tỉnh. Má thiệt luôn rồi. Rất buồn cười luôn. Ben market, nó qua market. Em qua red chưa? Em nghĩ nó đi red á. Rồi em có golden gun rồi. Ôi lẹ, em ăn kill nhiều quá mà. Anh mới mới hơn nửa cây rồi. Nãy giờ anh thấy em ăn kill quá trời luôn. Market clear. Market hai đứa này clear mẹ gì. Hai đứa nè. Hai đứa luôn chứ mà clear gì, nó bắn quá trời nè. Ồ ba, sẽ thấy ai luôn ba. Nhìn bản đồ đi ba, nhìn bản đồ đó. Một mạng chết nè, bên market một đứa chết nè. Còn nữa nè. Hai đứa chết nè. Nice. Yes. Ồ, quá tại món hai bên móc lốt hay quá, tụi nó đánh đâu có kịp. Em bật cái đinh lên luôn hả? À. Ừ, dán cuối. Trời ơi, cho mình ulti nó mà đánh dán cuối cơ. Cao to rồi, hoài không biết. Mình bệnh có. Ủa, mình bệnh Hunter không vậy? Mất anh được chừng còn 20% nữa mới có ulti mà. Chết rồi. Từ lát hồi mình trận xong mình đánh chiến thuật mắc kẹt thử rồi, chứ đánh rớt rồi cũng hơi chán. Đây là con nha. Một đứa tản bể mặt. Đi móc lớp rồi. Bỏ nữa à. Ê! Má anh gần giết nó luôn, tại quốc mạng luôn. Ơi có súng rồi, the needle. Khai năng trực là mình. MMG4. Mày hắn xấu có không không? Team mà đánh hiểu ý nhau, ráng đánh toàn xấu không? Trời.